Xin chào tất cả mọi người. Đây là khu vực bến thuyền du lịch Tòa Tâm Huế. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 2022. Dạ. Và buổi chiều nay thì có tầm báo cho về lúc sáng nữa mọi người. Thời tiết thì từ 23 đến 26 độ. Nhưng mà nhiệt độ ngày hôm nay thì có 23 độ thôi. Đi trên đường thì lúc này tôi đang đưa mọi người đi trên các tuyến đường Huế. Đó là đường này là đường Lê Lợi. Đây có rất là nhiều công trình khách sạn, sân công viên. Rồi nơi đây thì có rất là nhiều nhà hàng khách sạn có tiếng nữa. Ở đây có công trình mình đang đập phá làm lại, có khách sạn Hương Giang, một bên là đập đá nè mọi người. Thì như thông báo thời tiết thì mọi người biết năm nay có thể là có những cơn mưa, có thể lũ trái mùa nữa. Dự báo những ngày đầu tháng 4, ngày mùng 1, mùng 2 thì sẽ có mưa lớn tại thành phố Huế mọi người. Một cái mùa hạ mà chưa có bao giờ. Nghe tin thời tiết thì có dự báo mưa lớn, có thể xảy ra lũ lụt và trái mùa đó. Gió không khí lạnh và gió đấm từ trên cao thì nó tạo thành mưa lớn trong những ngày tới, có thể là đầu tháng 4 và hôm nay cũng là 29 tháng 3 thôi. Thì trong 2-3 ngày nữa thì Huế mưa. Chúng tôi có làm video thì trên các video đều trên mưa là mọi người có thấy nhà mưa lạnh 22 độ trên đường. Và bây giờ dự báo nghe thông tin là sẽ có mưa lớn và sẽ dẫn đến lục trái mùa nữa. Dạ. Chúng ta đang ngang qua đập đá. Qua khỏi đập đá thì đường Nguyễn Sinh Công thuộc phường Vị Nhà mọi người. Đó, thì một chút thông tin về thời tiết ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới. Thì em quê cũng là lần lượt chia sẻ ngày nào có video để mọi người thăm vào miền Huế, rồi thăm bà con trên đường nữa. Rồi nắng nỗi nắng quá thì cũng khó đi làm ăn, mà mưa quá cũng khó. Mặt trời im mặt như vậy thì cũng không kéo dài được lâu. Thì sáng mưa thì chiều tầm trời ấm u thì cũng có thể hôm nay tiếp tục mưa lại. Và tình hình ở Huế là như vậy. Trong năm nay có thể thời tiết thay đổi nhiều thứ. Đi để cảm nhận, đi để thấy bà con làm ăn mua bán như thế nào trên đường. Cũng khó khăn chung cho các cái nhà hàng mua bán này đó anh, tháng ngày qua phải thay đổi bao nhiêu là chủ rồi bạc hiệu. Rồi đến khi đi vào hợp đồng về đời chờ lại lượt khách. Bây giờ về chiều về tối đi ra đường Huế cũng rất là nhiều quán đã hợp đồng, như là cả quán ăn, quán nhậu, quán nhà hàng ăn, quảng xã mở rộng rất là nhiều, rồi kiến trúc cũng thay đổi liên tục, thay mới. Nhưng mà nhìn vào thì cũng rất là buồn vì không có khách mấy. Có nhiều quảng mặt bằng lên đến cả một vài trăm mét vuông mà bàn ghế thì rất là nhiều, nhưng mà khách thì có thể 1-2 bàn mà người. Cuộc càng này tôi đi cả buổi chiều để trong cả tuần
cũng như những ngày cuối tuần chủ nhật thì rất mong trống là ngày cuối tuần chủ nhật là đông khách, nhưng mà rồi khách cũng không bao sẵn. Là tình hình chung hiện tại của thành phố Huế. Yên vui có ngang qua cập nhật trong những ngày qua để mọi người biết thêm. Và không nhất kỳ là Huế, nhưng mà cả trên khắp nơi. Ở đây là thực trạng tại Huế thì có Yên vui biết và thầy Yên vui chia sẻ để mọi người thấy và cảm nhận nhé. Khu vực này là gần đến chờ Vi Già, thì nơi đây có cái ngã tư đường Quý Lý Vương, rẽ phải là đường Ứng Bình sẽ vào con hẻm đó mọi người, là góc phố quen của Huế đó. Để qua cầu con hẻm thì sẽ vào khu vực con hẻm, thì con hẻm cũng không xa lạ gì với mọi người. Cơm bún hẻm cũng nhờ vậy mà nhiều người biết đến con hẻm nhiều hơn. Vào về một cái con đây chờ Vi Già đây thôi. Tháng này là tháng 2 cho nên là còn tháng 2 âm lịch thì tháng của đồng đất nhà nhà làm lễ Minh Niên, cho nên đi ngang hay bắt gặp hình ảnh là đột giấy áo và cũng bán thơ trực theo nhà. Đây có nhiều quả cà phê. Cách đây mấy ngày thì em mới đi ngang còn khoảng cà phê 3 tầng, lâu 3 tầng mà đang còn hoạt động, mà bây giờ gỡ bỏ rồi, có thể thay chung khác nữa. Rất là vất vả làm ăn trong những cái ngày tháng này luôn. Vì đa số người dân bây giờ đổ số đi buôn bán làm ăn, đầu tư thì nó dễ kiếm sống hơn, nên là quản xả nhiều. Rồi nhiều người còn bỏ những ngành nghề để đi theo buôn bán, đầu tư quản này quản nọ trong thời gian mà trước có dịch đó thì cũng rồ lên cái phong trào đi buôn bán theo kiểu hàng ăn hàng uống đến các tuyến đường luôn, từ làng quê đến thành thị mọi người. Thì sau dịch Covid trong 2 năm trở lại đây, chung gọi là đi nhiều thì không làm ăn được. Rồi bây giờ đang qua thì mọi người thấy là quảng xã thay đổi liên tục chủ và cửa hàng, bây giờ rất là khó khăn rồi. Rồi cũng chuyển nhau công việc liên tục luôn. Ta đi trên đường thì hình ảnh là chung bốn bạn làm ăn rần rần vẫn còn như trước đây nữa. Hy vọng một ngày không xa thì sẽ có nhộn nhịp trở lại, ăn uống này nọ để bà con có sự dễ dàng làm ăn hơn, có kinh tế. Trong đó là về nghề buôn bán hàng ăn hàng uống. Ở đây cũng có cơ sở mới, vườn công an cà phê cà gốm khó ở nhà đó, đầu tư rất là nhiều cửa hàng. Chúng cũng rất là nhiều ngành nghề buôn bán làm ăn, ăn uống ăn mặc, rồi các cái nghề nữa, nghề xây dựng, nghề làm kỹ nghệ sắt hay là vật liệu đó, là mọi người cùng hình như cũng rất là nhiều người ít việc, việc vàng rất là ít luôn. Một năm mà đi làm có vài tháng thâu cũng không có việc thì hổ đi là những cái người thợ. Thợ đi làm ai kêu đi làm những việc nhiều đều thì một tháng chạy được 20-25 công thì còn có công, mà chứ bị trừ vài tháng mới có được 1-2 công trình, làm tháng nghỉ chơi tháng
Và bây giờ phải chuyển nghề thì làm xong mà chuyển nghề xong làm nghề được lâu. Rồi vui thầy và biết được những anh những chị làm nghề xung quanh mình và đi ra thì cũng bắt gặp nhiều cái ngành nghề thì họ làm ngay đâu cần phải nghỉ 3-4 ngày được việc không có. Chứ mà muốn nhảy qua công việc khác thì cũng vậy thôi, vì công việc nào cũng vậy, việc nó ít mà. Thì tình hình chung mong rằng mà trời đất giáo hòa hết bệnh tật hết kia đại nạn dịch dạ cho bà con trở lại có cái cuộc sống làm ăn nhẹ nhàng đều đặn, có tương lai nó sáng sủa con em hơn. Mặc dù biết rằng là cũng cuộc thánh lộc trời đất này nọ, nhưng mà đối với các cái nghề như là nghề mà tạo nghiệp đấy thì cho là mai một đi để cho người ta nhận ra và bớt làm những cái nghề tạo nghiệp lại, chứ đây nó kéo theo hết rất là nhiều luôn. Thì cũng tội cho những cái người mà nghiệp nhà. Dạ, chúng tôi nói vậy chắc có lẽ mọi người cũng nghĩ tới những cái nghiệp duyên và thiền, cái thiền và cái ác. Thông thường một cái đài nàng hay là một cái gì của trời đất thì giống như một sự trừng phạt hay là sự soi sáng để cho người ta nhìn đường, đừng có lầm đường là bước mà đi cảnh ác mà hướng thiền đó. Đó thì thông thường mình nghĩ đến cái vấn đề đó nhiều hơn. Thì hôm nay dịch giả về cũng vậy, cũng là cuộc thanh lọc cơ nghiệp của gọi là cho gọi là loài người đi, thì là xong cái đại dịch này thì là chống ảnh hưởng tất cả các ngành nghề. Dạ, điều thôi qua đây có lẽ nhiều người cũng nhìn lại hay là từng gọi là từng cấp từng bậc nhìn lại để mà có một cái sự tạo nghiệp nhẹ nhàng hơn, tương lai nó nhẹ nhàng hơn. Dạ, cho bây giờ cái sự thanh lọc thì làm sao mà người mình mà suy luận ra hết được. Đó, chỉ biết là khi đã vào cuộc rồi thì nhà nặng thì là đều bị càng quét, sau đó bắt đầu mới nhận ra cái này thì kia, rồi mới có cái sự sắp xếp trở lại từ tâm linh cho đến đời sống vật chất. Dạ, Hiếu Vương có cảm nghĩ như vậy. Lúc này cũng đi về đến đình làng Phổ Nam, ngày nay thì thuộc làng Nam Phổ rồi đấy mọi người. Vừa ngang qua một quán bánh canh Nam Phổ của mẹ 80 mấy tuổi đang còn ngồi bán đó. Dạ, yeah. Thì vừa tâm sự cuộc sống Huế bây giờ ra sao của một chút mòn gọi là ý thức của riêng Yên Vui. Yên Vui cũng tâm sự lên kênh của mình cùng với khán giả, và khi thì khán giả cũng góp ý thêm. Rồi dạy bảo thêm cho Yên Vui để chúng ta cùng trên một con đường nhìn nhận mọi việc trên đường phố hay là làng quê tại Huế, có thêm cái cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ nha mọi người. Đây cũng không phải là một chuyên gia hay là gì đó nói về đời sống, nhưng mà chúng ta có quyền suy luận suy đoán sự việc nào đó phải nơi mình ở hay địa phương hay là góc độ mình bắt gặp những con người xung quanh mình, thì có thể nhận định ra đôi chút để rồi có thể chia sẻ đến đây cùng khán giả dạy bảo nhau có cuộc sống nó hài hòa, nó hiền hòa, nó đẹp đẽ hơn. Dạ, tình hình chung là như vậy đó. Xung quanh đường những tuyến đường em vui đi trên đường về ở về cùng
nói chung thì nó phát triển từ bây giờ bắt đầu. Nhưng mà đi trên các tuyến đường mọi người thấy từ chợ bị già về đến dưới khu vực dưới này thì hai bên đường bà con buôn bán rất là ít. Đó là mang cũng không có chi gọi là tấp nập, người vô người ra thì lại đâu ra kinh tế cho giàu mạnh. Cho nên nhìn vậy là chúng ta biết là đa số là bà con làm nghề là nhiều nhà. Đó, còn kinh doanh kinh tế thì cũng không bao sạc. Thì vì người càng ngày cũng càng đông chứ đâu phải là bớt đâu. Hy vọng ra đường càng tê những cái ngành nghề buôn bán đủ mặt hàng. Đó là mắng này nó đủ thứ. Khi đó mà thấy kinh tế nó dồi dào, thấy ảm đạm như cả cái đường quê như khu vực của em vui ở nói riêng, nó cũng là người ứng có kiểu anh chị cô chủ đi làm sáng đi tối về, rồi ví dụ như mở một cái cửa hàng ra tại xóm đâu có khách đâu, người ta cũng lo cầm cuối đi làm rồi đâu có ăn uống chi được. Thì người ứng có thì lại đâu mà kinh doanh, nên những có ngang qua những tuyến đường mà đông đúc thì cũng mong có những ngành nghề đầy đủ rồi tạo điều kiện người bán người mua người làm việc ngày nọ đời sống nhân sinh nó thêm màu mỡ. Đó hàng chiều thì có nồi bánh canh cá lóc bánh chiều đó bánh chiều rồi như vậy đó. Nên là em vui cùng một tâm sự lên đây một video để mọi người biết thêm đời sống của hai bên đường cũng như cảm nhận của người Huế là lúc này đi trên đường tháng này như vậy tháng kia cũng như vậy đó. Hy vọng mọi người biết và có chút gì đó thư giãn thú vị khi xem video của em vui. Hôm nay thì dân đến với chơi nó đó nha mọi người, đi cũng được 3-4 cái số. Về tình hình đời sống thì mọi người cũng có thể nhận biết trên màn hình. Vì thời tiết sắp tới cũng có thay đổi nữa cho nên em vui cùng đi một con vừa tâm sự đời sống làm ăn của bà con cũng như là thời tiết tại Huế lúc này nha. Thì video cũng khá dài, tôi vui tạm dừng video và hẹn gặp lại video tiếp theo nha mọi người. Còn mọi người xem thì cùng đừng quên nhấn like đăng ký để luôn luôn theo dõi những video mới của em vui hàng ngày. Rồi cho em vui xin chào hẹn gặp lại mọi người.